Xin chào các bạn, tên tôi là Rob. Mình đã học tiếng Việt cho 2 năm rồi. Mình không phải người Việt, mình hết mì đánh. Mình muốn làm video tại vì nhiều người hỏi mình tại sao mình học tiếng Việt. Mình muốn trả lời tại sao mình học tiếng Việt. Mình học tiếng Việt tại vì giờ của mình người Việt, mình du lịch Việt Nam một lần mấy một năm, nên chúng tôi đi Việt Nam, gia đình của giờ không nói tiếng Anh, nên mình muốn hiểu mọi người, nên mình muốn học tiếng Việt tại vì mình muốn nói chuyện với gia đình. Mình cũng học tiếng Việt tại vì mình muốn có nhiều trải nghiệm ở Việt Nam. Nhiều người cũng hỏi mình tại sao mình thích tiếng Việt nhé. Mình thích tiếng Việt nhạc tại vì nước mình nhạc không tốt. Nhiều nhạc nước mình có nổi chiến quân lộ đức sắp hơn không tốt. Nhưng ở Việt Nam có tốt nhạc. Việt Nam nói chuyện quần hạnh phúc buồn trải nghiệm yêu thương. Mình thích nhạc, mình thích đo nhạc. Đó là tại sao mình học tiếng Việt. Cảm ơn mọi người cho nghe. Hy vọng khi nào mình du lịch Việt Nam năm nay, hy vọng mình nói tiếng Việt tốt hơn. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.